tặng này ở chùa giới thiệu coi là cái này thì bên Bắc Tông này. Cái này là toàn bộ kinh này, là cái cuốn này là tôi biết rất nhiều và tôi biết rất rành. Bởi vì kinh nói về bên Bắc Tông á, kinh mà tôi viết mình á, là tôi biết rất nhiều kinh, rất là thuộc lòng là rất nhiều. Nói về ở chùa kinh pháp hảo hay bằng tu, nói về đời đó là tôi không có biết gì trên đại trên. Bởi vì mình là cái người trên tôi. Tâm sự và chia sẻ ông cụ này cho các bạn xem nha. Thì ông cụ này ông sống trong cái chòi này các bạn. Thì wow. Xuống trước đi Hải. Cụ ơi. Dạ cụ. Con đi vô đây, vô đây. Dạ. Dạ đây con vô thăm cụ. Wow. Ây da. Té đau quá ông cụ ơi. Dạ, con chào ông nghe. Ông sống ở đây mình hả? Con bệnh nè chưa? Con cũng ghé qua đây đi. Con cũng ở xa lắm lại thăm ông nè. Trời tối quá. Trời tối. Cho lại đây sạch chứ, đâu dạ. Ấn không chứ. Dạ dạ. Dạ cái này là sao ông vẽ gì ông cụ? Cái này viết chữ, cái này viết chữ Thái. Thì con ngồi đây được không? Được được. Dạ. Dạ, sợ nó ngồi đó nó dơ. Thôi mà không đổi đổi hướng kia cho nó sáng nghe. Đây. Dạ, con đi qua. Đây rồi, nó sạch. Oh wow. Cụ sống ở đây đó giờ luôn hả cụ? Dạ. Tôi thấy thầy cúng ở đây tôi ở rồi, đặc biệt có tăng ni rồi đó. Mấy cô với mấy cô thầy dục cô giải đó tăng có sáng là có đem cho tôi ly cà phê đá một lát, thì lâu lâu như có một ly cô đem cho tôi ly ngồi chân đi, thì tới ngày đi uống cà phê đá. Cụ cho con hỏi coi cụ tu ở chùa với là cụ có gành âm hiểu gì Phật pháp kinh này không cụ? Nói gì Phật pháp á? Yeah. Nói gì Phật pháp gì bên Bắc Tông á, bên Tăng Già Khất Sĩ á, là bên đó là tôi biết rất nhiều, rất rành kinh pháp rất nhiều, là thuộc lòng rất nhiều. Còn nói về bên Nam Tông, về bên cụ nói chậm thôi, cụ mệt á, cụ nói chậm tí thôi. Bên Phật giáo Nguyên Thủy bên Nam Tông á. Dạ. Thì tôi mới đi mà qua chùa bên Nam Tông, bên Phật giáo Nguyên Thủy á. Dạ. Cụ còn giữ mấy cuốn kinh này mang theo luôn hả cụ? Dạ. Kinh này là cũng là của khách thập phương, người ta mấy vị cao tăng đó. Dạ. Người ta biếu tặng cho. Biếu tặng cụ ha. Biếu tặng. Rồi tôi tụng kinh đó. Dạ. Là tôi tụng kinh là chỉ tụng có một mình tôi một nơi một chỗ thôi, không có tụng chung. Bây giờ ở chùa tụng là toàn tiếng Việt không à. Dạ. Mà tôi thì tụng tiếng ngoại, Bali, Ấn Độ và tiếng Thái. Dạ. Mà tôi có kinh đủ hết. Vậy là kinh Thái đặt. Cụ tụng kinh nó vẫn được. Được. Vậy là cụ cũng gành gì tiếng Thái luôn. Biết. Nó tụng được. Là cụ gành bao nhiêu tiếng? Thì cũng tạm thời thì cần thiết thấy mình tụng là Bali, là tụng tiếng Bali, tụng Bali. Dạ. Tiếng Bali. Dạ, cụ có thể cho con so tiếng đó được. À. Dạ. Nằm ba đi. Còn cậu tiếng tiếng này là tiếng này là tiếng Phạn, là cũng tiếng tiếng là tiếng Sri Lanka. Tiếng Sri Lanka. Tiếng Phạn này tiếng Điện Phạn. Tổng tiếng này. Chữ này của nước này tổng tiếng này. Dạ. Còn cái đó là của nước Thái, cái đó là tổng của tiếng Thái, cái đó là của Thái. Dạ. Tất cả kinh của các nước đều của mà các chư tăng á. Dạ. Các chư tăng á, công cao tăng gửi tặng cho tôi. Dạ. Cái cuốn là cái cuốn này là cái cuốn Bali này là ở bên Mỹ mới gửi qua hôm ngày khoảng cho chừng 2 tuần. Vậy hả? Bây giờ ở bên Mỹ á, bên nước Mỹ á. Dạ. Thấy tôi trên mạng á. Dạ. Rồi thấy nghe tôi thấy và thấy và nghe đọc.
Dạ. Đọc tôi đụng kinh các thứ tiếng. Dạ. Bây giờ mấy cái giá lại đây mà để tôi đụng kinh các nước á, đụng kinh các thứ tiếng á, tôi đụng bệnh thấy sinh hẳn. Ừ. Rồi rồi mới gửi qua. Rồi thấm dài cũ có đọc kinh hết chưa? Có. Cái cuốn này á, với cuốn này một thứ. Dạ. Mà cái cuốn này trích đoạn ra. Cái cuốn này là nó không có đầy đủ bằng cuốn này. Dạ. Cuốn này là cũng cái này cũng hai thứ tiếng hai nước. Cái này cũng Bali và tiếng Sri Lanka là cái cuốn này cũng là cũng y như cuốn này, nhưng mà cái nói về cái kinh pháp là không bằng cuốn này, không được liệu không này đâu, nó trích đoạn ra cũng một thứ, nhưng mà tính ra là mấy cái bài kinh tụng như thôi, chứ còn cái mấy cái thời pháp thì không có đầy đủ bằng cái cuốn kinh này. Còn đây cũng là của Khánh Thập Phương của các tăng ni ở chùa, giới thiệu coi là cái này thì bên Bắc Tông này. Cái này là toàn bộ kinh này, là cái cuốn này là tôi biết rất nhiều và tôi biết rất rành. Bởi vì kinh nói về bên Bắc Tông đó, kinh mà tôi viết mình á, là tôi biết rất nhiều kinh, rất là thuộc lòng là rất nhiều. Nói về ở chùa kinh pháp không hay bằng tôi. Nói về đời đó là tôi không có biết gì trên đại trên. Bởi vì mình là cái người trên tôi, cái người đạo là chỉ là tôi chỉ biết tôi liên về bên Phật pháp thôi. Cho còn cái chuyện đời không có biết tới. Chứ là mình là bậc chân tu là chuyện đời gác bỏ ngoài tay, trần ai không hay lý, chuyện đời không có vướng bận gì tôi hết. Nói về chân tu là mấy ông bồi thượng, mấy cô, mấy chư tăng đó thôi. Cao tăng đó là chỉ biết tiếng Việt mà thôi. Có người chỉ biết tôi lĩnh là tiếng Bali, chứ còn không có biết được nhiều thứ khác. Là nói về bên Phật pháp thì tôi không ai biết mà giỏi bằng tôi, không ai mà kinh pháp giỏi bằng tôi. Giáo lý Phật pháp không ai bằng tôi hết. Đa số là chỉ là mấy người mới hành đạo, mới học đạo rồi đó. Cụ cho con hỏi thêm coi, cụ đi vào chùa tu là bao nhiêu năm rồi cụ? Cũng tôi kể như mà ở chùa chiền thì cũng khoảng hai chục năm không mình năm. Nhưng mà mình xuất gia kìa lúc mình tôi là nói không phải là người xuất gia, mà không phải là người xuất gia, mà không phải là tại gia. Bởi vì tôi á không có ai dìu dắt. Không có ai dìu dắt, không có ai dẫn dắt, mà không có cái pháp môn nào cả. Tôi á chỉ là cái hồi nhỏ, tuổi nhỏ như chú Phở mà cái chú xin cả chú á. Là tôi thường hay đi chùa. Chùa là chùa ở bên Bắc Tông á nha. Chùa ở bên kinh Lạc Hòa này. Là tôi đi chùa bên đây này, là chùa bên đây là chỉ là tổ chức việc thôi, như vậy là như cuốn này vậy. Đó vậy đó. Rồi đi chùa là tôi biết có lục hết mấy cuốn kinh á. Kinh chùa là kinh rất nhiều. Nhưng mà kinh rất nhiều thứ kinh, nhưng mà tôi coi thấy mình thấy cái cuốn nào mình thấy hay á, thì thấy hay mình coi, tôi đi chơi coi. Rồi khi thì mình coi rồi á, trả khi tôi mượn coi. Ở thì tôi hồi đó tuổi chú là tôi giang hồ dữ lắm. Cái bàn gần xuôi giới giang hồ lại đây, mấy đó không có ở một chỗ. Bây giờ ở một chỗ mình sống độc thân là 6 ngày này lại bên đó. Thành ra nói là cái chỗ mà tôn giáo nào hay là mình pháp môn nào là không có cái danh từ. Bởi vì tôi là do đó kinh là kinh Phật, để là tôi gặp kinh Phật là kinh Phật của Phật Thích Ca đó, giống như ai đó. Là thường thường các bao nhiêu chùa các mà bậc mà tăng ni là bên Nam Tông Bắc Tông thì cũng vậy, là cũng thuộc kinh Phật. Nhưng mà kinh Phật đó thì cứ kinh Phật đó là coi đó mà học kinh thông. Nhưng mà tôi học cho tôi biết kinh gì bên Bắc Tông là rất nhiều, rất lâu rồi, là có thể tụng rất nhiều kinh, mình rất giỏi. Rồi sau này là tôi đi chùa, gặp chùa bên Nam Tông, bên Phật giáo Nguyên Thủy đó. Bên đây thì tôi mới
tôi mới thấy kinh Phật giáo Nguyên Thủy á, tôi mới lên mới coi rất nhiều, có thể kinh biết nhiều kinh á, hàng ngàn ngàn cuốn là tôi coi, rồi tôi mới có nào hay tôi mới coi, coi được rồi thì ở đó nói gì coi. Rồi cụ có nhớ không cụ? Hả? Nhớ không, mà đọc qua có nhớ không cụ? Cái nhớ mà là nhớ những cái, những cái mà mình học thuộc là nhớ. Còn cái mình kinh mà tụng á, kinh mà tụng là tụng qua chứ sao, hàng cả trăm cái bài kinh, trong đoạn kinh là nó chỉ tụng chỉ bật chữ thôi, chứ còn đâu có nhớ nổi. Ví dụ như mà tiếng ngoại như Bali thì tụng Bali thì tôi nhớ cũng khoảng là mười mấy bài kinh thôi. Còn giống như bên của mình tiếng Việt của mình á, thì bên Bắc Tông thì tôi biết rất nhiều kinh gì tôi cũng biết, có thể được rất nhiều.